Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của nhà Hút. Thì tối ngày hôm nay mình sẽ làm chả giò chiên cho chồng mình ăn mọi người ơi. Thì ở trong này á, là mình đã chuẩn bị tất cả các cái nguyên liệu để làm món chả giò. Thì ở đây là khoai môn này, mình cắt nhỏ ra. Bên này là miếng, miếng thì mình ngâm vào trong nước sau rồi mình lấy kéo mình cũng cắt ra thành sợi nhỏ như vậy. À, bên này là hành lá này, ở đây là nấm mèo. Đây là hành tây, mình cũng thái nhỏ hạt lựu ra. Đây cà rốt, giá đỗ. Và đây là thịt heo bằm. Và bây giờ mình sẽ cho gia vị vô nha mọi người. Thì cái món này mình sẽ chấm với nước chấm, cho nên là mình sẽ cho một ít gia vị thôi, chứ không có làm quá là mạnh. Mình sẽ cho ít hạt nêm, một ít vậy thôi. Sau đó mình sẽ cho một ít hạt tiêu để cho nó có mùi thơm. Mình và chồng mình rất là thích ăn tiêu, cho nên là mình sẽ bỏ nhiều hạt tiêu nha mọi người. Giờ thì mình sẽ trộn đều nó lên nha. Gia vị thì mình chỉ bỏ hạt nêm với lại là tiêu thôi mọi người, không có bỏ thêm bất cứ một gia vị nào khác nữa. Mình thích làm nó nhạt nhạt á, để mình chấm là vừa ăn luôn. Some miniature gloves there. Chồng mình đeo cái găng tay vào để cuốn chả giò cho mình mọi người, phụ mình. Thì cái cái này nè, cái găng tay này là cái mình mua cái size dành cho cái tay nhỏ của mình. Thì giờ chồng mình đeo vô không có vừa mọi người. Nó cái tay nó búp quá. Cái này là size nhỏ mà. Rồi bây giờ thì mình sẽ chỉ cho chồng mình cách cuốn chả giò nha mọi người. Thì chả giò mình sẽ dùng ở cái bánh tráng này nè. Đó, đây là cái bánh tráng chuyên chiên chả giò. Đó, không biết thì mọi người hay dùng cái loại nào, còn mình thì mình dùng cái loại này. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra. Some goofy gloves. I look like I got webbed hands. Này, bánh tráng này mọi người. Giờ thì mình sẽ nhúng sơ qua vào trong nước nha mọi người. Okay. How are we supposed to do this? How much goes in? Not a lot. You roll it like a normal? Sure. You want it small like that? Just small. You need to wet it later. Sure. Like that. Sure. It's supposed to soft. Get soft. Like this. Đây là cái cuốn đầu tiên của chồng mình. Nó hơi dài mọi người ơi. Đây là của mình này. Như vậy là chuẩn này mọi người. Rồi mình sẽ tiếp tục cuốn nha mọi người. Rồi mọi người ơi, cuối cùng thì tụi mình đã cuốn xong rồi và bây giờ chúng ta sẽ đếm coi là ai làm nhiều hơn ai nha. Nhìn sơ qua thì mình thấy có vẻ như chồng mình làm nhiều hơn mình rồi đó. Ở đây này là cái dòng này là của mình này. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Và bên này là của chồng mình, đếm nào. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 luôn. Wow! You win. Quality is better than quantity.
chồng mình nói á, mình mới nói là chồng mình thắng rồi thì chồng mình mới nói á, nhưng mà của mình làm nhìn chất lượng hơn là của chồng mình. Chồng mình là nhiều hơn, là anh nói là chất lượng hơn số lượng. Đó, rồi thì bây giờ mình đem từng này chả giò mình đi chiên lên nha mọi người. Mình sẽ chiên hai lần nha mọi người. Lần một á, thì mình sẽ chiên sơ qua, mình để qua một bên như vậy. Khi mà nó ra cái màu như vậy là mình sẽ để qua một bên nha mọi người. Rồi tiếp tục mình chiên cái phần còn lại. Giờ như thế này là mình có thể vứt ra được rồi. Mình chiên hai lần thì nó sẽ ngon hơn, chín đều hơn mọi người ơi. Bây giờ mình chiên lần hai mọi người ơi. Lần hai á thì khi nào mà cho nó vàng như thế này nè là mình có thể vớt ra được rồi. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời. Hôm nay và ai nào? Chả giò. Chả giò. Mời mọi người. Chả giò. Mời mọi người. Đây là nước mắm chua ngọt nè mọi người, dành riêng để chấm chả giò. Thì mình sẽ lấy ra chia đều. Đó, ai ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu ha. Okay. There you go. Đồ mùi chè gì nó nhanh. Rồi đây mình có ăn kèm với lại là rau thơm và rau salad nha mọi người. Rồi mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình. Let's eat. Mời mọi người. Mời mọi người. Mình ăn kèm vậy đó. Đó lẽ ra là có bún nữa, nhưng mà mấy bữa nay ăn bún nhiều quá rồi. This right here is definitely one of mine. So long. Anh nói là cái cuốn đó, anh cuốn khá là dài. Chắc chắn đó là cái cuốn của anh cuốn. Chấm à. That's that good stuff right there. Phía bên ngoài á, cái vỏ ngoài của nó rất là giòn, nó tan luôn. Cái nhân bên trong á, nó thơm, nó mềm mọi người ơi. Chấm nước mắm chua ngọt nữa. It's good. Some of them are super hot though. Gotta be careful. Not bad for your first try, babe. Sorry, I made you put pork in them. Worth it though. Thì ban đầu là mình tính làm chả giò chay là không có cho thịt heo đâu. Nhưng rồi sau rồi chồng mình nói là em có thể em bỏ thêm thịt heo vô cho anh được không? Tại vì anh thích ăn thịt heo quá. Cái mình mua thịt heo về mình cho vô á. Chứ đáng lẽ ra là hôm nay ăn chả giò chay thôi. It's really good. Got a nice satisfying crunch.
Another big long one. That chili is spicy. Ngon quá. Nãy giờ mình ăn bao nhiêu cái rồi ta? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. I don't know how many I just ate. Có cái nóng không? That chili is spicy. Can you get some of that? Mình chiên hết luôn mọi người. Để xin nữa mình cho hàng xóm nữa. Tụi mình mới làm quen được cô hàng xóm mới chuyển đến. Cô dễ thương lắm. Mà cô ôm mình à. Con cái ở riêng, con cái cũng ở gần đây thôi. Cái quá, cái lắm. Nó cao 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 lắm. Đang nói về cái cô hàng xóm thì cụ cũng lớn tuổi rồi mọi người. Cụ là người Mỹ trắng á, mà con cái cũng ở gần đây, nhưng mà người Mỹ á, con cái mà người ta có gia đình á là một á, nếu mà ba mẹ mà quá yếu á, thì người ta sẽ gửi vào viện dưỡng lão. Hai á, nếu mà người ta có chăm sóc thì mình nghĩ là cái phần trăm con cái mà chăm sóc ba mẹ thì hiếm lắm mọi người. Còn không nữa thì người ta sẽ thuê cho ba mẹ một cái nhà riêng á, để ba mẹ ở đó. Cũ thì chồng cũ mất rồi, mất đi cách đây mười mấy năm rồi. Nên của mình tội lắm, nên là thấy tụi mình á là cụ coi như con cái vậy đó. Nên lâu lâu mình nấu gì á là mình nấu đưa qua cho cụ ăn nữa. Mình thấy ăn cái giò chả giò mình làm này, cái loại này nó không có ngán mọi người. Cái bánh cuốn á, nó không thấm dầu, ăn rất là ngon. Mặc dù cái màu á gỏi cuốn nhìn nó không hấp dẫn lắm. Gỏi cuốn no. No. Chả giò. Chả giò. Chả giò. So if chả you giò. Eat if fried if you eat fresh spring roll, you can go gỏi cuốn. Chả giò huh? Chả giò. Chả giò. Oh wow. Getting full. Cái nhân này nè, mình thích ăn gì mình cho vô nha mọi người. Chứ không có bắt buộc là phải cho cái gì đâu. Thích ăn gì rồi cứ cho vô. Làm sao mà hợp khẩu vị là được.
think I'm about done, babe. Mm-hmm. That's a lot. Done. We ate probably half, maybe. Mm-hmm. Alright, half. Charmaine ate a couple. Just so good. So good. Nước mắm chua ngọt nó siêu đã luôn mọi người. Hút luôn. Còn quá trời luôn á. Mình chưa có ngán luôn. Mình nghĩ là mình vẫn còn ăn được nữa. Last one, huh? Yeah, last one. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì mình sẽ ăn cái cuối cùng này. Giòn tan ha mọi người ha. Hình như hai vợ chồng mình chiến nửa phần rồi đó ha. More than half, I think. Ăn được nữa rồi đó, mình nghĩ vậy. So good. I think there are 18 left. We already eat like 15. I ate like 10, huh? Chung Ai ate like 5. Something like that. Còn lại 18 cái nữa. Là tổng cộng tụi mình đã ăn được khoảng 15 cái rồi mọi người. Tasty. Well, thank you. No. Come on, what are you doing? I'm busy. Đang ăn. I'm eating, babe. Xin lỗi. Mất vệ sinh nhỉ không? Đang ăn mà hôn là mất vệ sinh. Ok. Mỗi lần mình nấu ăn xong á mọi người là cũng hay nói lời cảm ơn xong rồi muốn hôn. Để lời à, để nói lời cảm ơn á. Ông hay vậy lắm. Rồi cảm ơn mọi người đã coi cái video ngày hôm nay tụi mình ăn chả giò chiên nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye. Okay, now you can kiss me.